Các bác đi qua xem cái video này thì nhớ cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Vâng, những cái series tiếp theo thì bên em lại về cho các bác những cái loa bass, loa chung, rồi là những cái loa toàn giải cho các bác luôn. Về cũng khá khá các bác nhé. Thì sản phẩm thì bên em sẽ báo giá cho các bác cụ thể từ sản phẩm một, tình trạng và loa cỡ cũ hay loa mới bên em báo cho các bác luôn các bác nhá. Các bác thích mẫu nào thì các bác nhớ nhìn cái CG của nó, mã của nó đây và cái số tiền của nó đấy các bác nhá. Vâng, để không mất thời gian thì em cũng đi vào thẳng vấn đề luôn. Bác nào thích cái mẫu nào thì nhớ cầm điện thoại gọi luôn cho em các bác nhá. Đấy, để cho đỡ mất thời gian của đôi bên. Ok. Vâng, là mã số 1 ở đây là đôi loa bass 30 thương hiệu Benziger. Đấy, thương một thương hiệu đến từ Đức nhưng sản xuất ở Trung Quốc. Em nói luôn là hàng Trung Quốc các bác nhá. Đấy. Con này là hàng mới các bác ơi, hàng mới các bác nhá. Thì con này thông số của nó như sau, từ của nó là từ 156 côn 60 năm. Đấy, côn 60 năm các bác nhá. Thì đây thông số đầy đủ trên loa đây ạ. Công suất của nó là 300W các bác nhá. Kháng trở 8 ohm. Đấy. 12 inch các bác nhá. Đấy, ok cho các bác. Con này thì là côn 65 nên là lời của nó rất là hay các bác nhá. Lời rất là hay, rất phù hợp. Như bác nào nó full lời là nó trả lời hát rất là tuyệt vời luôn. Thì con này thì ưu điểm của nó, các bác nhìn cái gân của nó là gân dưới nên trông nhìn cái bàn nó rất là rộng, rất là sang. Đấy, keo viền đi rất là đẹp. Các nhà rốn trước làm đi đổ epoxy rất là chất lượng các bác nhá. Xương người xương sắt. Đấy, xương sắt. Đấy, con này thì làm lời ca mà hát karaoke okay thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Và giá thành nó rất phải chăng hợp lý cho bác. 1 triệu 500 ngàn đồng một đôi các bác nhá. 1 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Đó. Ok, mã số 1. Mã số 2 ở đây là một cặp loa JBL Bass 40 các bác nhá. Đấy. Một cặp loa JBL Bass 40 hàng Trung Quốc các bác nhá, hàng Trung Quốc loại 1. Bên đang nhập vào thì các bác nhìn tới cái tem mác của nó, mọi thứ nó làm rất là sắc nét, rất là đẹp. Đấy, xương xương đúc các bác nhá, xương đúc. Đấy, từ của nó là 190. Đấy, từ 190 côn 76. Đấy, côn 76 màng thì màng sóng. Đấy, rất là đẹp. Đấy, gân vải tầm dầu các bác nhá, gân vải tầm dầu. Đấy, làm trông rất là chất lượng, màng dày, nói chung mà chơi cả súp siếc ngon này. Và cái đặc biệt là cái đôi loa này thì bên em bán một chiếc, bên em vẫn cứ bán các bác nhá. Một chiếc bên em vẫn bán bình thường. Đấy, để cho bác nào về làm súp ấy, rất tuyệt vời các bác nhá. Đấy, làm súp rất tuyệt vời. Con này vừa làm full được, vừa làm súp được, côn 76, nói chung là tiếng rất là tuyệt vời. Đấy, giá thành của nó là 2 triệu tư một đôi nhá. Đấy, 2 triệu tư một đôi, bao ship cho anh em. Đấy, 2 triệu tư một đôi bao ship cho anh em. Đấy. Mã số 2 các bác nhá, cái mã số 2. Bác nào ươm thích mẫu nào các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em nhá. Ok. Đấy, mã số 3 đây là đôi loa Bass 20 Benziger. Thì nói luôn cái hàng Benziger này cũng nói luôn hàng thương hiệu của Chila, thương hiệu của Đức, sản xuất tại Chila các bác nhá. Để đỡ mất thời gian của bác hỏi là hàng này Đức, hàng Mỹ gì. Nói chung tất cả những hàng mới như thế này thì các bác cũng cứ mường tượng nó tên là Chila là chủ yếu thôi các bác nhá. Thì con này bắt của nó bắt 20 từ 120, côn là côn 35 các bác nhá, côn 35. Kháng trở là 4 ohm này. Đấy, công suất là 280W. Đấy, mắc của nó là 400W các bác nhá. Đấy. Mắc 380W đây, 380W mắc. Đấy. Ok cho các bác. Đấy, nó có cả thương hiệu ở trên này trong website của nó luôn các bác nhá. Con này thì nói chung là làm loa lời nước hát cho ca thì tuyệt vời luôn. Đấy, côn đẹp luôn. Đấy, rất là chất các bác nhá. Côn gọi là côn 30 năm. Côn 30 năm. Đấy, đôi này thì em bán là 850.000 một đôi các bác nhá. 850.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Đấy, bao ship cho anh em. Đấy. Mã của nó mã số 3. Đấy. Mã số 4 ở đây là đôi loa, đây mã số 4 và mã số 5 đều là mẫu của Thái các bác nhá. Nhưng con này nó CG của nó CG đầu tiên nó tên là CG DK các bác nhá. CG DK. Đấy. Thì em hay gọi là mẫu Thái CG DK. Đấy. Thì con này thì là Bass 20 này, Bass 20 mẫu của Thái Lan các bác nhá. Mẫu Thái Lan từ 110 côn 30 năm. Đấy. 30 năm, nói chung mà màng của dòng này thì nó quá đẹp rồi, không chê rồi, đúng rồi. Rất là thẩm mỹ, rất là chất luôn. Đấy, rất là chất. Kháng trở là 4 ohm các bác nhá. Kháng trở 4 ohm từ 110 côn 3 năm. Đấy, đôi này thì bán 500.000 một đôi, Bass 20 các bác nhá. Gân vải tầm dầu màng rốn nõn, rất là chất, rất là đẹp các bác nhá. Làm loa trả lời nước hát rất tuyệt vời luôn đấy. Riêng gân vải tầm dầu đã rất hợp lý cho làm trả lời rồi, mà con này côn 35 rất lý tưởng. Lời rất là ngọt các bác nhá. Em bán 500.000 một đôi. Đấy. Còn tiếp theo là mẫu, đây là mẫu của nó mẫu số 4 các bác nhá. Đây mẫu số 5 này. Đây mẫu số 5 các bác nhìn đây, mẫu Bass 16 các bác nhá. Bass 16, đây, trung 10 Thái, trung trung Thái 16. Đấy, từ 100 côn 25,5, lời rất là tuyệt vời luôn. Đấy, bên em bán 380.000. Bác nào yêu thích như mẫu mã như này các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em luôn các bác nhá. Đấy, yêu thích gọi điện trực tiếp giúp em. Ok. Và tiếp theo, mã số 6 ở đây là loa B
Benzigo. Đấy, Benzigo. Benzigo thì hiện tại giờ em chỉ có 3-4 mẫu thôi, không có nhiều các bác nhá. Đây là những mẫu mới nhập khẩu của China. Đấy các bác nhá. Thì bắt 16. Đấy, bắt 16 từ 100 nhưng côn của này côn 30 năm cơ. Nó để mà lúc chịu đòn rất là căng các bác nhá. Đấy, côn 30 năm. Đấy, côn 30 năm gân vải tầm dầu. Chịu đòn rất tốt các bác nhá. Đòn rất là tốt. Đấy, kháng trở của nó là 4 ohm, công suất 160W max các bác nhá. Đấy, à công suất 160W là 280W là max. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đấy, đôi này thì em bán là 680.000 một đôi các bác nhá, 680.000 một đôi. Đấy, ok chưa các bác? Đó, tuyệt vời luôn. Mã số 6. Và tiếp theo là một đôi loa bát 20 năm của Mazang. Đấy, em nói luôn hàng này là mới nhập khẩu từ China các bác nhá. Hàng mới nhập khẩu từ China. Thương hiệu của nó thương hiệu Mazang. Đấy, thương hiệu Mazang. Đấy, các bác nhìn vào đây này. Đấy. Đầy đủ cái tem ma cốt ma vạch đầy đủ luôn. Đấy, con này thì là côn của nó côn 49,5 các bác nhá. Côn 49,5. Đấy, côn 49,5. Đấy. Côn 49,5 là 500 kép. À, 500 kép các bác nhá, 500 kép luôn. 2 tầng. Đấy, sốn kẻ epoxy rất là đẹp, màng gai. Đấy, màng gai rất là đẹp. Côn 49,5. Từ là 122. Đấy, nhưng mà đây là đo nó chính xác đấy nhá, còn bình thường nó sẽ gọi 125 nhưng mà con này đo chính xác 122. Côn 49,5 4 lớp các bác nhá, con này côn 4 lớp. Đấy, côn 4 lớp. Kháng trở 8 ohm. Con này thì em đang bán cho các bác giá là 1.250.000 một đôi. 1.250.000 một đôi bao ship cho anh em. Tất cả những loa này đều là loa bao ship các bác nhá. Đấy, những sản phẩm này đều là sản phẩm hàng mới các bác nhá. Đấy, mã của nó mã số 7 các bác nhá. Và hết từ mã số 8 trở đi là sản phẩm bãi các bác nhá. Hàng bãi vẫn còn nói chung mà tất cả những đồ này nó còn zin hết. Đấy, còn zin luôn. Bát 20 của Benziger cũng sản xuất ở China nhưng nó là hàng bãi các bác nhá. Con này nó luôn là hàng thương hiệu từ Đức như đến sản xuất tại China nhưng còn hàng bãi, hàng tồn kho bên nó công ty nó các bác nhá. Thì cái màng của nó cũng rất là dị các bác nhá. Một mình nó một kiểu luôn, không có đụng hàng với ai cả. Mã số 8 con này từ 115. Từ 105 côn 37 côn to hơn con kia nhá các bác nhá. Con mới này là côn 35 còn con này côn 37 côn to hơn các bác nhá. Đấy, kháng trở là 6 ohm, công suất 200W và max là 400W các bác nhá. Đấy. Thì loa của nó bãi nên các bác nhìn nó cũng khác, hoàn toàn khác bọt luôn các bác nhá. Đấy. Thì đôi này bán là 900k một đôi, bát 20 các bác nhá. Bát 20 từ 115 côn 37. Đấy. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Ok chưa các bác? Đấy, mã số 8. Mà mã số 9 ở đây là đôi trung 12 của Advent các bác nhá. Advent luôn. Đây em cho các bác xem này. Đây thương hiệu của nó này. Đây này, nó có ghi ở trên cái loa luôn này. Gập chìm là Advent, Advent này. Đấy. Và đây là đan của Đan Mạch các bác nhá. Đấy, Advent đan mạch kháng trở 12 ohm. Đấy, kháng trở 12 ohm. Đấy, đường kính của nó là 12 cm, từ là 7,8 cm và côn là côn 20 các bác nhá. Côn 20. Đấy, đan mạch. Con này tháo lao bãi ra. Đôi này thì là 500.000 một đôi các bác nhá, bao ship cho anh em luôn. Đấy, mã của nó mã số 9. Mã số 10 ở đây là đôi loa bát 30 của Piolo. Đấy, Piolo, hàng cũ, hay có nhà hàng bãi cũ. Thì con này thì là kháng trở 6 ohm từ kép 130 nhân 2 các bác nhá. Đấy, từ kép đây, kép đôi các bác nhá. Các đôi nó dính vào với nhau chứ không phải là kép cách liền đâu nhá. Cách đây nhá. Côn của nó côn 56,5, côn phíp sâu các bác nhá, côn 4 lớp phíp sâu. Nó sẽ tương ứng với côn 6 lớp các bác nhá. Tương ứng với côn 6 lớp. Đó. Thì con này một bình nó một kiểu, riêng cái xương của nó cũng đã đẳng cấp rồi các bác nhá, nhìn một trời vực luôn, không có lẫn vào đâu được. Riêng loa Piolo thì không có lẫn vào đâu được các bác nhá, không có lẫn vào đâu được, một mình một kiểu. Đấy, màng bóng. Đấy, màng bóng đời này thì nó có cả gân trên các bác nhá, có đời cả gân trên, có đời gân dưới. Đấy, nhưng mà lô này của em về là gân dưới, còn nó có đời cả đời gân trên nữa cơ. Đấy, nhưng gân trên thì cả đời chưa về. Đấy, bát 30 các bác nhá, côn 56,5 cực kỳ là chất luôn, giá là 1.900.000 đồng một đôi. Bao nhiêu 1.900.000 đồng thôi. Bát em bao cho bánh cực kỳ uy lực và sâu luôn các bác nhá. Đấy. Mã của nó mã số 10 và mã số 11 ở đây cũng là bát 20 loa toàn giải của Piolo các bác nhá. Loa toàn giải Piolo màng hơi xám xám tím rất là đẹp. Đấy, có tên mã của nó VT20+ 4 ohm. Đấy, dòng loa toàn giải các bác nhá, dòng loa toàn giải. Đấy. Rất là tuyệt vời, những bác nào thích nghe tí tách nhẹ nhàng loa toàn giải thì tuyệt vời các bác nhá. Đôi này thì em bán 580.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Đấy. Và các bác thích mã nào thì các bác nhớ là gọi điện thoại trực tiếp giúp em các bác nhá, để cho đỡ mất thời gian. Rồi ok. Và tiếp theo là một số các cái mẫu sản phẩm mới và em sẽ lên ngay sau đây các bác nhá. Đấy, xin chào. Và em sẽ lên tiếp theo cái video này, cho các bác nhìn ở những cái video tiếp theo các bác nhá.